Mến chào quý vị khán giả, tôi là Thanh Thanh. Quý vị đang theo dõi thông tin thời sự tại tin tức Sky News, kênh cập nhật tin tức 24 giờ. Xe chuyên dụng 90 tấn nghiền nát xe bán tải giữa đêm mưa, công nhân cắt cabin cứu người. Thông tin từ phóng viên, vụ va chạm giữa xe bán tải với xe chở than đêm ngày 20 tháng 2 tại khai trường mỏ than Cao Sơn, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh đã khiến một người tử vong, hai người bị thương. Cụ thể tại hiện trường, chiếc xe tải bán hiệu Fox bị kiểm soát 14C33278 đã va chạm với chiếc xe tải siêu trường, siêu trọng HD 90 tấn, xe chuyên dụng để vận chuyển đất đá, than ở mỏ. Theo nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, có mưa to, do xe ô tô bán tải đi vào điểm mù của xe tải nặng dẫn đến tai nạn, cú đâm khiến xe Ford bị nghiền nát biến dạng. Rất đông công nhân có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng tìm cách phá các cabin chiếc xe bán tải để cứu người. Cú va chạm mạnh khiến ông DVK, sinh năm 1978, trú tại Quỳnh Phụ, Thái Bình, tử vong tại chỗ, hai người còn lại trên xe bán tải bị thương nặng, đưa đi cấp cứu.